Công ty động cơ giảm tốc, hộp số giảm tốc Minmotor xin kính chào quý khách. Sau đây, công ty chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị giảm tốc trục viết WBA. Có trục ra là cốt âm, mặt bít nằm ở phía dưới, trục ra vuông góc với trục vào. Đây là trục ra. Sau khi ép thành bổ với motor 5,5 kW, trục viết WBA size 150A sẽ có tỷ số truyền từ 1/5 cho tới 1/60. Tổng chiều dài là 820 mm, tổng chiều cao là 465 mm, tổng ngang là 370 mm, đường kính trục ra là 60 mm, chiều dài trục ra 110 mm, đường kính mặt bít là 300 mm. Quý vị có thể có nhiều kiểu lắp đặt, như là kiểu lắp đặt motor nằm ở phía trên, trục ra, đây là trục ra. Còn đây là kiểu motor nằm ngang, trục ra ngửa lên trời. Còn đây là kiểu trục ra nằm úp xuống mặt đất. Nếu quý vị cần tỷ số truyền cao hơn thì có bộ giảm tốc NMRV có tỷ số truyền là từ 1/60 cho tới 1/100. Còn đây là bộ giảm tốc NMRV gắn với hộp tăng cường PC sẽ có tỷ số truyền là từ 120 tới 270. Bộ giảm tốc TKM có tỷ số truyền giảm được 1/300. Còn đây là bộ giảm tốc điều tốc cơ UDN có thể giảm được tới 1/700. Bộ giảm tốc 2 cấp NMRV có thể giảm được từ vài ngàn lần cho tới 10.000 lần. Đây là 1 cấp, 2 cấp, trục ra là cốt âm hoặc cốt dương. Tiếp đến là hộp giảm tốc trục thẳng GVM, GVD. Motor giảm tốc mặt bít trục thẳng GV. Motor được gắn với đầu giảm tốc cycloid, trục ra là đồng tâm. Còn đây là một số trục vít, trục vào là trục dương thông thường được kết nối với motor chân đế thông qua khớp nối buoy và nhông xích. Quý vị cần thêm thông tin xin mời đến với kho hàng giảm tốc lớn nhất Việt Nam của công ty Minmotor, địa chỉ 163 quốc lộ 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân. Số điện thoại 098 1676 163.